Ngoại xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngoại xin gửi tới quý khách hàng dự án phố Ngô Quyền, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội có thể dọn đồ về ở ngay sổ đỏ chính chủ dự án 16 căn gần như đã hoàn thiện được tới 95% rồi mọi người ạ. Ngõ trước nhà 2,5m cách với trục đường ô tô đi lại 50m, rất là gần với lại trục đường chính, trục đường Lê Trọng Tấn, và cái xung quanh khu vực nhà đầy đủ tiện ích sinh hoạt xung quanh, gần chợ, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 nha mọi người. Vị trí thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán thấp nhất của khu vực này là 2 tỷ 350 triệu. Hướng nhà đủ hướng nha quý vị. Mời quý vị theo em tham quan căn nhà mẫu của khu vực này để xem là cái căn nhà này thiết kế như thế nào. Với cái diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Đầy đủ hoàn thiện về cái sổ đỏ cũng như là giấy tờ pháp lý, đồng thời có đầy đủ hết cả hồ sơ điện, hồ sơ nước của từng căn, giấy phép xây dựng từng căn nha quý vị. Hình thức nhà là xây liền kề, tuy nhiên vẫn là độc lập, móng riêng, tường riêng. Hôm nay Ngoại sẽ quay cái căn nhà mẫu này gửi tới quý khách hàng. Với hướng của cái căn nhà là hướng đông nam, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Mặt tiền của ngôi nhà này là 4,5m nha mọi người. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Với căn nhà này, chủ đầu tư tặng toàn bộ nội thất cho mình với những cái hình ảnh trên video mọi người có thể nhìn thấy nha. Với cái căn phòng khách này đây, mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư đã sắp đặt sẵn sàng bộ bàn ghế để cho quý khách hàng sử dụng. Đấy, cách bố trí, bài trí rất là hợp lý với cái phần diện tích của ngôi nhà là 30m². Tuy nhiên với căn nhà này 30m² từ tầng 2 xây dựng đua ra thì ở trên phía phòng ngủ ở trên tầng 2 rất là rộng. Đặc biệt căn nhà này có ban công mở theo thiết kế hiện đại hướng ra phía bên ngoài nha mọi người, rất là thoáng. Tầng 1 còn có một phòng bếp ở đây. Phòng bếp ở đây thì chủ đầu tư đã lắp đặt sẵn toàn bộ tủ bếp rồi. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ và đồng thời là có đầy đủ phụ kiện kèm theo. Chất liệu inox phụ kiện là 304, chậu rửa bát, vòi rửa inox. Xung quanh bếp là ốp kính, ốp bếp. Đó, rất là đẹp. Ở đây nó có bếp từ nữa nha mọi người, bếp từ hút mùi đầy đủ. Đó. Chủ đầu tư sẽ tặng nội thất đúng như ở trên video cho mình nhìn thấy nha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là được thiết kế là gỗ lim Nam Phi nha mọi người. Mặt bậc cổ bậc ở toàn bộ của ngôi nhà này là được ốp đá tự nhiên. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá căn tầng 2 của ngôi nhà, xem tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào nhé. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài nữa nha quý vị. Đây ạ, phòng vệ sinh đây, thiết kế rất là rộng. Được ốp 2/3 thì tuyến trần là gạch ốp 30-60. Được lắp toàn bộ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, lavabo bàn đá này, bồn cầu liền khối thương hiệu Toto này. Đó, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng trong phòng vệ sinh này. Có đầy đủ nước sạch rồi mọi người nha, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Cái cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là chắc chắn nha mọi người. Đó, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế gần như tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Tuy nhiên thì ở trên tầng 3 và tầng 4 thì chủ đầu tư thay thế vào sàn gỗ là lát gạch kích thước 60-60 vân đá granite. Và phòng ngủ ở đây thì như mọi người có thể nhìn thấy đấy, không kê đồ cho nên là cũng rất là rộng nha mọi người. Với tầng 2 thì chủ đầu tư set up trước cho mình cái cách bố trí làm sao cho cái căn phòng ngủ nó hợp lý, hài hòa về cái nội thất ấy. Còn ở trên tầng 3 thì chủ đầu tư để cho quý khách hàng tự chọn lựa. Với trên tầng 3 thì không làm ban công, thay vào đó là lắp hai cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Đó. Đồng thời các phòng ngủ thì chủ đầu tư đều để ống chờ dây chờ và áp chờ điều hòa hết rồi nha mọi người. Phòng ngủ nào cũng được thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Đó. Vô cùng thoáng. Cửa thông phòng đây. Với cái căn nhà này thuộc cái vị trí này, quý khách hàng nếu như mà không có đủ tầm tài chính thì với khoảng tầm tài chính khoảng tầm 1 tỷ 2 thôi, quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình cái vị trí căn nhà này rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong vòng 25 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất nha.
Đó, Ngọc Ánh nhắc thêm. Tại vì sao cái tiêu đề là từ 1 tỷ 200 triệu tiền mặt là quý khách hàng đã có thể nhận nhà về ở ngay rồi. Và phía tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế đầy đủ một phòng vệ sinh nữa. Đầy đủ hết về bồn cầu cũng như là vòi sen tắm, ống chờ bình nóng lạnh, quạt thông gió. Đó. Đáp ứng đầy đủ công năng cho mỗi hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Tầng 3 đây cũng có cửa đây mọi người nhá. Đấy, để lấy ánh sáng vào khu vực hành lang. Tiếp theo mời quý khách hàng của em lên trên phía tầng 4 nhá. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế giống hệt với tầng 3 nha mọi người. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ngôi nhà này đã có 3 phòng ngủ rộng riêng biệt, đồng thời là có 4 phòng vệ sinh, tất cả phòng khách, phòng bếp và 3 phòng ngủ rộng, phòng thờ, sân phơi đầy đủ, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Cái vị trí của ngôi nhà thì đi lại quá là tiện, rất là gần, gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, gần với những trục đường chính. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi lên tới ngã tư Vạn Phúc nó chỉ tơi vào tầm khoảng tầm 1 cây rưỡi, nó đi và đi lên Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, nói chung là đi ra cái tuyến đường nào cũng rất là tiện nha mọi người. Đó, mọi người có thể nhìn thấy khi mà cái phòng ngủ không có đồ thì rất là rộng. Đó. Với cái căn phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 18 19 mét nha mọi người. Phòng vệ sinh ở tầng 4 đây. Đấy. Thiết kế rất là hài hòa, bài trí cái khu vực để đồ hợp lý. Phần còn lại cuối cùng của ngôi nhà đó chính là tầng 5, phần sân phơi. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ và một khu vực sân phơi. Vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là phòng thờ của ngôi nhà nha mọi người. Đó. Rộng rãi và cũng rất là thoáng. Phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Chắc hẳn quý khách hàng nào nếu như mà có nhu cầu tìm hiểu về nhà thì sẽ xem hết video của Ngọc Ánh để biết rằng cái phần sân phơi của khu nhà này rất là rộng. Đó. Khu vực chờ máy giặt đây. Nhưng mà anh chia sẻ với quý khách hàng dự án 16 căn nhà này tại phố Ngô Quyền, phường La Khê, quận Hà Đông thì đã có 2 căn có chủ rồi và có thể về ở ngay được nha mọi người. Theo hiện trạng thì có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao ngay cho quý khách hàng luôn. Có trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu, đặc biệt lãi suất rất là ưu đãi. Nếu như quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này hoặc vị trí các ngôi nhà khác thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Hiện tại bên em vẫn còn căn thấp nhất 1 tỷ 350 triệu đồng thôi. Nếu như mà muốn biết ngay và luôn thì gọi cho em 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.